Gia Lai nhiều nơi chìm trong biển nước, hàng trăm hộ dân mắc kẹt. Ngay trong tối 29 rạng sáng 30 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cùng các huyện phía đông nam của tỉnh đã triển khai cứu hộ kịp thời đưa người dân bị cô lập do mưa lũ đến nơi an toàn. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11, khu vực đông nam của tỉnh Gia Lai có mưa lớn khiến nhiều nơi chìm trong biển nước. Nước lũ lên nhanh khiến hàng trăm hộ dân mắc kẹt, nhiều tài sản bị nhấn chìm. Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Trong tối 29 rạng sáng 30 tháng 11, người dân nhiều xã tại rốn lũ phía đông nam của tỉnh Gia Lai như xã Wenpa, huyện Lapa và Krongpa choàng tỉnh giấc vì nước lũ lên nhanh. Nhiều người dân ở khu vực nương rẫy là các bãi bồi giữa dòng sông Ba bị mắc kẹt không kịp chạy lũ. Nhiều năm gần đây, khu vực bãi bồi giữa dòng sông Ba, đoạn chảy qua xã Chư Gu và Chư Drang là nơi trồng dưa hấu của các hộ dân từ Bình Định lên. Khác với mọi năm, lũ năm nay về muộn khiến các hộ trồng dưa không đề phòng. Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krongpa cho biết, trên địa bàn có 15 hộ dân từ Bình Định lên trồng dưa hấu ở khu vực bãi bồi giữa lòng sông Ba. Nước lũ lên nhanh nên họ bị mắc kẹt. Tại thị xã Uyên Pa, nước lũ cũng khiến 14 nông dân tại tổ 9, phường Đoàn Kết không kịp trở về nhà. Nhiều tài sản của người dân tại đây bị lũ nhấn chìm. Đây là khu vực người dân trồng rau màu hoa chuẩn bị Tết. Khuôn mặt bơ phờ vì mệt, bà La Thị Dầu cho biết, mọi năm nước lũ lên chậm nên chúng tôi chủ động di sản tài sản được. Năm nay nước lũ lên nhanh quá nên chúng tôi không kịp trở tay. May nhờ có lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Theo ông Huỳnh Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện Lapa, cho biết hiện nước lũ đã làm ngập nhiều nơi, nặng nhất là các xã Ia Trúc, Labrai và Latun. Hiện huyện đang huy động các lực lượng để di tản người và tài sản cho người dân. Ngay trong tối 29, rạng sáng 30 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cùng các huyện phía đông nam tỉnh đã triển khai cứu hộ, kịp thời đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn. Tại huyện Krongpa, theo ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trong sáng 30 tháng 11 đã có 15 người dân từ Bình Định lên trồng dưa tại khu vực bãi bồi trên sông Ba thuộc xã Chư Gu được cứu hộ an toàn. Dù nước lũ chảy xiết gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, nhưng các lực lượng đã thực hiện thành công công tác cứu hộ. Huyện đang tiếp tục triển khai nhiều phương án để di chuyển tài sản của các hộ dân này, hạn chế thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các xã nằm dọc sông Ba tiến hành rà soát kiểm tra những khu vực ngập lụt có nguy cơ ngập lụt. Tại thị xã Uyên Pa, ngay trong sáng 30 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã huy động xuồng máy tiến hành cứu hộ thành công 14 người dân bị mắc kẹt tại khu vực canh tác thuộc tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Uyên Pa. Trung tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã cử 30 chiến sĩ phối hợp với thị xã Uyên Pa tiến hành cứu hộ, đưa 14 người dân đến nơi an toàn. Còn tại huyện Lapa, lực lượng chức năng của huyện đã tiến hành cứu hộ, cứu nạn thành công trên 20 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.